Sáng nay 27 tháng 3, Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành cầu Cửa Đại sau gần 6 năm thi công. Đây là cây cầu lớn nhất tỉnh bắc qua sông Thu Bồn, nối thành phố Hội An với các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình. Khi đi vào hoạt động, cầu Cửa Đại sẽ giúp người dân di chuyển được thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Từ sáng sớm, mặc dù trời mưa, nhưng người dân sinh sống hai bên bờ sông đã đến xem khánh thành cầu rất đông. Bởi đây là cây cầu họ mong đợi suốt nhiều năm nay. Trước khi có cầu, người dân hai bên qua lại, nếu không đi đò thì phải vòng lên quốc lộ 1, mất hàng chục km. Cầu Cửa Đại được khởi công vào tháng 9 năm 2010 với tổng mức đầu tư 3.450 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 18,3 km, gồm cả tuyến đường dẫn, bề mặt cầu 25,5 m. Cầu Cửa Đại được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, cây cầu cũng giữ kỷ lục Việt Nam về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150 m. Cầu Cửa Đại được kỳ vọng là tuyến giao thông trọng điểm thúc đẩy sự phát triển của khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam.